nằm cách thành phố Tam Kỳ khoảng 8 km về phía đông bắc. Thôn Tĩnh Thủy, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ là một ngôi làng chài có lịch sử hình thành từ rất lâu trong thời gian. Ở nơi dải đất cát, được kẹp giữa một bên là dòng Trường Giang xanh thẳm, một bên là biển Đông rì rào sóng vỗ này, đã hun đúc nên truyền thống văn hóa lịch sử và đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất suốt những cuộc trường chinh vĩ đại của dân tộc. Những người con của làng biển Tĩnh Thủy sinh ra từ cát, tắm nước mát dòng Trường Giang và thấm vị mặn mòi của biển, luôn rực cháy trong trái tim một bầu máu nóng ấm của tình yêu quê hương đất nước. Lớp cha trước, lớp con sau, sẵn sàng xông pha trên những tuyến đầu đánh giặc, lập nên bao kỳ tích anh hùng nơi vùng cát, góp phần quan trọng trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, non sông thu về một mối. Gần 50 năm trôi qua kể từ sau ngày quê hương hoàn toàn giải phóng. Những người con của làng biển Tĩnh Thủy sinh sống và làm việc ở nhiều nơi trên mọi miền đất nước đã có không biết bao nhiêu cuộc trở về nơi chôn nhau cắt rốn. Ngôi làng cát toàn là cát trắng đến bỏng rát chân người của những ngày xa xưa ấy giờ đã có nhiều đổi thay. Sải những bước chân trên con đường bê tông thảm nhựa phẳng lì, kính cẩn thắp nén nhang bái vọng tổ tiên tiền hiền của làng mà bồi hồi nhung nhớ về một thời oanh liệt chưa xa. Từ mảnh đất này, họ đã ra đi, đem sức vóc trí tuệ của mình cống hiến cho quê hương đất nước. Để giờ đây, trên nẻo về cố quận, lòng dậy lên bao con sóng dạt dào của tình yêu và khát vọng của những mầm xanh tươi cho đất đai quê cát nở hoa. Làng Tĩnh Thủy những ngày đầu khởi sinh chỉ có hơn 200 hộ dân đến sinh cơ lập nghiệp dọc dài những đồi cát. Trải qua bao thăng trầm dâu bể, dải đất nằm giữa sông và biển này, giờ đã đông đúc hơn với 437 hộ gia đình và 1887 nhân khẩu. Tĩnh Thủy nằm về phía cực bắc xã Tam Thanh, phía bắc giáp thôn Vịnh Giang thuộc xã Bình Nam huyện Thăng Bình, phía nam giáp thôn Thượng Thanh xã Tam Thanh, phía tây con sông Trường Giang đối mặt là thôn Kim Đới thuộc xã Tam Thăng và thôn Quý Thượng xã Tam Phú. Với một địa thế như vậy, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân nơi đây đã dựa vào cái thế tự nhiên như thế nào mà bám trụ đánh giặc, trụ giữ vùng giải phóng Tĩnh Thủy ròng rã mấy năm trời. Hiểu được với địa hình trống trọi, toàn cát là cát, trong sông, ngoài biển, với một rẽo cát hẹp như vậy, địch nhét nuốt ở hai đầu là không thể thoát ra được, thì mới thấy được mức độ kiên cường của quân và dân nơi đây trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Truyền thống đấu tranh và khát vọng giành lấy cuộc đời tự do ở ngôi làng Tĩnh Thủy được đánh dấu mốc kể từ khi những chàng trai làng cát nhất tề vượt sông Trường Giang hướng về phủ đường Tam Kỳ cùng với lực lượng cách mạng của các làng quê khác giành chính quyền về tay nhân dân, góp phần làm nên thành công cuộc cách mạng tháng 8 1945. Trên vùng đất Tĩnh Thủy nghèo khó này, các tầng lớp quần chúng mới vừa thoát khỏi kiếp nô lệ, sẵn sàng đóng góp nhân lực, tài lực để xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng. Tôi chứng nhận cái việc là đi cướp chính quyền, kéo nhau đi ầm ầm như thế thôi. Nghe nó cứ đi cướp chính quyền là lên trên phủ đường á, lên cướp chính quyền đó, rủ nhau đi, thế kéo nhau đi đâu, bỏ mang vũ khí theo. Thì không có vũ khí, thế là mang đường sắt đi, không có đường sắt, bảo là mang mất đi, mất thì có, rồi có ông bảo là mang cúc chĩa đi, dân biển thì làm gì có cúc chĩa, mà không có, thế mang đồng gánh đi, đồng gánh thì có,
Mang gì nữa? Mang chống cửa. Tức là nhà nhà tranh rồi cái cửa chống rồi. Thì ông bảo là mang chống cửa thì đánh ở nhà quá. Thì nhất là mang cái dầm ông quý đi. À, mà các vị biết mà tôi hồi đó tôi mới nghe cái từ dầm ông quý. Tức là ông quý là ông già ông quý cái ba ông nội tôi đó. Thì ổng hồi xưa là ổng chuyên cái việc là lấy cái gỗ mới chèo nè. Ổng làm cái dầm rất đẹp. Mà cái dầm nó có cái sóng thế này, rất mỏng. Mà cầm cái đó mà đánh á, thì có khi là người đứt đôi đó. Là một. Thứ hai là tôi cầm, tôi đấm mà tôi cầm cái đầu gút này mà. Thì chú có nắm cái này cũng không giật được. Có cái gút đó rồi, rất chắc. Chính chúng ta đứng tại chỗ đây là cái bến đò nguyên thủy của hắn là cái bến đò Tỉnh Thủy. Sau đến do cái điều kiện lưu thông nó khó khăn, dân làng đi qua đi lại giữa cái làng Tỉnh Thủy với cái chợ Kim Thành để mà buôn bán làm ăn nó khó khăn, cho nên là trước cái yêu cầu đó thì có thể nói là các già làng ở đây, các bậc tiền nhân tiền bối của chúng ta là đứng ra thành lập cái ban kiến thiết và bắt đầu xây dựng cái cầu này khoảng không nhớ kỹ cái năm nhưng mà khoảng năm tám đã có cái xây cầu, huy động sức dân rồi các cái bậc tiền bối cũng đã dân cũng đóng góp rồi quyên góp cả cái thôn Kim Đới bên kia về tre về cây, còn ở bên này là chủ yếu là phi lô dân liệu đó, rồi huy động làm như vậy là cũng rất kỳ công. Cũng có thể nói là cái công trình cầu tre, gọi là cầu tre của làng Tỉnh Thủy này là một trong những công trình dài nhất của cái xứ Đầm Tre Tâm Kỳ này, chứ không phải là ở cái thôn này không. Ngay sau khi giành được nền độc lập, thì thực dân Pháp lại âm mưu xâm lược đất nước ta một lần nữa. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ trên phạm vi toàn quốc. Hàng trăm thanh niên Tỉnh Thủy lên đường tổng quân nhập ngũ, xung phong vào chiến trường cực Nam Trung Bộ, lên chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên. Phong trào tổng quân nhập ngũ thật vô cùng sôi nổi. Lên đường gia nhập bộ đội vệ quốc đoàn là niềm tự hào, là nghĩa vụ thiêng liêng của các lớp thanh niên, thanh nữ ở làng quê này. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, làng Tỉnh Thủy nằm trong vùng tự do, là hậu phương, là nơi cung cấp nhân lực, vật lực cho các chiến trường. Rất nhiều người con của đất Tỉnh Thủy đã anh dũng chiến đấu trong các trung đoàn chủ lực khu 5, các tiểu đoàn của Quảng Nam Đà Nẵng. Tỉnh Thủy nằm ven biển của vùng tự do Nam Quảng Nam. Địch muốn tấn công vùng tự do phía Nam Quảng Nam thì phải vượt qua các làng chài này. Nhưng nhân dân Tỉnh Thủy cùng với các làng chài lân cận đã lập nên phòng tuyến vững chắc, kiên quyết đánh lui những cuộc càn quét của địch. Công cuộc kháng chiến kiến quốc đang đà thắng lợi thì Hiệp định Geneva được ký kết, hòa bình vãn hồi. Nhưng dân làng Tỉnh Thủy lại phải chứng kiến một cuộc chia ly lịch sử. 96 cán bộ đảng viên tập trung vào Quy Nhơn lên tàu Ba Lan tập kết ra miền Bắc với ước hẹn 2 năm sẽ quay về xây dựng quê hương. Nhưng đế quốc Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm dùng mọi thủ đoạn đàn áp những người kháng chiến, khống chế nhân dân miền Nam, cố tình phá hoại Hiệp định Geneva, chia cắt lâu dài đất nước ta. Trên địa bàn Tỉnh Thủy có nhiều người bị bắt, bị giam, bị giết chết. Trong tình thế cách mạng vô cùng khó khăn, nhưng đảng quyết trụ vững trong lòng dân. Ở xóm Đình, mẹ Húy đã bảo vệ và che giấu đồng chí Nguyễn Mại, một cán bộ nằm vùng giữ lửa cách mạng. Tuy nhiên, trước sự truy bức ráo riết của kẻ địch, một số đồng chí cán bộ bị địch phát hiện, giết chết. Cuộc sống của người dân, của những người kháng chiến cũ bị o ép đến cùng cực. Trước hết ấy, là nó tập trung những cái người mà có người thân tập kết ra Bác, hoặc nó tình nghi tập trung chỗ Hương Hiền đây. Bắt đầu là tập trung đó, xa quá trình đó thì cũng có những cái chuyện ở trong cái nội bộ của những người hữu đó. Cho nên địch có nghi vắng, bắt một cái người, tra tấn cái bọn ấy. Thế cho nên bà biết khai ra, tức là bà biết bây giờ hoạt động. Bà biết khai ra bây giờ, cho nên từ đó nó bắt bây giờ. Xuống ở một cái thôn ở Trường Hạc ở dưới thôn Hình Đông, ở dưới đây, nhốt rất là nhiều người. Thì bắt đầu là đánh tra tấn bây giờ, còn trong thời gian khoảng 7 ngày.
thì bây giờ chết. Thế cho nên trang cái thời gian mà bí nhiệm đó thì bắt đầu như vậy là gia đình như vậy là một người trụ cột, ông già cũng là trụ cột mà nuôi đến 90 người cột. Thế cho nên anh này rất là cực khổ, nhưng mà sau khi nghe cách mạng về giải pháp thì cho nên anh em tôi đi tham gia, mục đích là để vậy là trước hết là trả thù cho gia đình, trả thù cho bà con quê hương của mình. Sự tàn ác của kẻ thù đã thôi thúc nhân dân làng Tĩnh Thủy cầm vũ khí vùng lên chiến đấu ngoan cường, giữ đất giữ làng. Cuối năm 1963, làng Tĩnh Thủy đã tổ chức cho 23 thanh niên bí mật thoát ly lên chiến khu. Trong số đó có ông Nguyễn Văn Quân. Trong một cái đoàn 23 đồng chí cùng đi lần đầu tiên trong thời kỳ bí mật cuối năm 1963. Tôi là những người nhỏ tuổi nhất trong 23 người đó, trốn căn cứ không lồn. Còn anh tôi trong lúc đó thì bị nó bắt đi quân dịch ở trong đó rồi. Nên anh tôi bỏ về viết thư gửi về là không được làm căn cứ. Nếu làm căn cứ thì nó sẽ bắt lính. Nên tôi là trốn biết đến thế rồi ta trước đó qua bên sông là coi như có chiến đò bất biểu giờ đưa qua hơn qua người bên kia có cái tên gì làm mặc hiệu bên này thì chốt 3 tiếng bên này đốt lại và coi như vậy là ra đưa anh em đoàn chúng tôi lên đến thôn Nam Kỳ Thịnh là lúc đó 5 giờ sớm. Bến đò của làng Tĩnh Thủy, nơi một thời là con đường giao thương chính của làng, giờ đây đã trở nên yên vắng, lặng lẽ. Trong số những người hôm nay đặt chân về đứng trước con sông quê hương, có nhiều người từ bến đò này làm cuộc chia tay người thân, chia tay mảnh đất Tĩnh Thủy ra đi tham gia cách mạng. Con đò ngày xưa đưa họ qua sông vẫn như ở đó để đợi chờ những cuộc trở về. Về bên sông, nhìn ngắm cảnh đổi thay trên chính mảnh đất quê hương mình mà lòng bồi hồi, nhớ thương một thời quá vãng, rất đổi đau thương mà anh hùng bất khuất. Rất là may mắn, chúng tôi được sinh ra và lớn lên trên quê hương Tĩnh Thủy anh hùng, đồng thời là được nuôi dưỡng trong một cái gia đình giàu truyền thống cách mạng. Cha, chú, cậu, tất cả 5 người đều đi bộ đội vệ quốc đoàn và trong chống Pháp á, thì hy sinh một, còn lại 4 người á, là đều tập kết ra Bác hết. Mẹ tôi, một nách 3 con thơ ở lại miền Nam cũng hướng theo Bác Hồ, theo Đảng. Thì nhờ có sự giáo dục chuẩn mực của mẹ, nên 3 chị em tôi á, là trưởng thành trước tuổi, sớm á, hiểu được cái tinh thần yêu nước, cái lòng yêu nước, biết được đâu là thù là bạn. Đến 13, 14 tuổi thì đứa nào cũng xác định được con đường mà mình phải chọn, tức là nối gốc theo cha chú cậu đi kháng chiến chống Mỹ. Từ đó thì lần lượt lớn trước nhỏ sau, đứa nào cũng hoạt động hợp pháp trong lòng địch, rồi sau đó tự nguyện thoát ly lên chiến khu. Và cũng chính vì thế cho nên đứa em út của tôi, Phạm Phương, đã hy sinh năm 1969 trong rừng Trà Đông một cách hồn nhiên, trong sáng. 15 tuổi, đắp nụ cười thơ dại, dẫu người đời đậm nhạt dáng em xưa. Trong kháng chiến chống Pháp, thì bà nội sinh 5 người con, tập kết ngoài nước Bắc. Trong 4 người, thì có 3 người là đi lính chống Pháp, đi bộ đội chống Pháp. Một người là làm công tác địa phương. Ông già ở trong đây do điều kiện con cái cho nên không đi được, ở lại. Như thế nhưng là tiếp tục hoạt động cách mạng cho đến khi năm 66 hy sinh. Rồi vẫn gia đình á, sinh ra hiện nay gia đình tôi nói thì cái truyền thống gia đình, bởi vì nó để phát huy cái truyền thống địa phương thì gia đình cũng tiếp tục là đi theo tiếng gọi của tôi ở đất nước. Cái này hiện nay tôi là 2 bà mẹ Việt Nam Nồng, 2 liệt sĩ, bản thân là thương binh. Trong thời gian ở tù ấy, tôi cũng tìm một cách để ra tù. Xong ra tù ấy, thì về tiếp tục đến năm 1967
nghe tiếng gọi thiêng liêng tổ quốc ấy, thì tôi xung phong vào đơn vị đặc công của 18 thị xã Tam Kỳ, V18 thị xã Tam Kỳ. Bằng ngày thì lấy lương thực, bằng đêm là tả đoạn súng để cho tập trung để cho bộ đội đánh giặc và đưa thương về căn cứ để điều trị. Đó là ý thứ nhất. Sau đó là trên đường đi công tác là chúng tôi bị địch phục kích bác. Trong khi đó bác là nó bán gãy xương đùi. Rồi bắt đầu nó đưa về bệnh viện Đà Nẵng là chúng tôi là hầu như là khe thoát, chúng tôi là không được bảo vệ, tôi khe là tôi đi dân công. Cho nên trong khi đi dân công là hắn không chịu, cho nên là trong lúc đó là suốt một tháng trời nó đánh đập về phần Già Linh, là nó kéo tôi vô phần Già Linh là hình ảnh tỏa tay quần ngố rách rứ hết, không còn một cái gì hết. Từ năm 1967 là nữ tù binh chúng tôi nó thật là một cái tù binh là 17 phần, thì qua quá trình hết sức là gian khổ, hắn âm mưu của hắn rất thông độc, lấy tù trị tù theo cách mạng thì phải giữ đến cùng. Cho nên trong lúc tôi á đã đi làm cách mạng là cũng thanh niên phan cũng đã đồng phó quản lý đã đậu, trang khi vào đảng, trang khi vô tổ chức, tìm tổ chức mà sinh hoạt đảng, thành lập một chi bộ trong nhà lâu. Với những người con làng biển tỉnh Thủy, trong ký ức đau thương vẫn còn đó những tên đất, tên người kiên trung, như ông Ba Tùng luôn dọc ngang trên các nẻo đường giao liên nguy hiểm, những cuộc thoát hiểm của đội trưởng đội công tác xã Kỳ Anh Đông, Nguyễn Trường Sơn. Tất cả như ăn sâu vào máu thịt và trở thành chứng nhân của lịch sử ngôi làng. Đó là đồi cát Bà Lan, đồi cát Bà Lao, dốc ông Hòe, đồi cát ông Bánh, hay như cái giếng bọng của làng này. Giếng bọng một thời là nơi cung cấp nước cho cả làng, nơi chứng kiến biết bao cuộc ra đi, trở về. Giếng bọng giờ không còn được sử dụng nữa, nhưng nước vẫn trong xanh, ngọt mát, đủ sức réo gọi ký ức của những người con làng tỉnh Thủy một sáng quay về cố xứ. Về nơi quê cát, nhắc nhớ một thời đầy vơi bao kỷ niệm, bao ký ức đau buồn nhưng oanh liệt. Về để nghe cát trở mình, để gửi gắm bao yêu thương khát vọng cho một ngày mai quê cát xanh tươi, với những con tàu vươn ra biển lớn. Đúng như khát vọng mà trong bài thơ Sương Rồng Đứng của mình, nhà thơ Phạm Thông, người con làng cát đã từng mơ ước. Tôi mơ có được con tàu lớn chở xóm chài tôi đến đổi đời. Đau cha ngã xuống bên giàn lưới, máu ứa tim tôi tím đất trời. Lại mẹ ra đi biệt tháng ngày, dõi theo tàu ấy tới hôm nay. Mắt đã mỏi mòn sương pha tóc, xóm chài tôi lại trở về đây. Ôi xóm chài ơi, xóm của tôi muôn ngàn đêm trắng nước đầy vơi. Xóm chài máu đổ bao ngày ấy, càng cõi hàng dương khóc đổi đời. Danh chài cha đã đau tay kéo, bóng nhòa trong bóng những chiều sâu. Con lại danh chài đau tay kéo, sốt lòng con lắm biết về đâu. Các nóng đau lòng xương rồng đứng, phận mình là thế xương rồng ơi. Tôi bắt dân chài trên cát trắng, vương mình ôm trộn lấy biển khơi.